Trời đất ơi. Bây giờ tôi cậu Ngọc chơi tới cuối giờ. Cậu Ngọc chơi tới cuối giờ. Không xuống nữa. Em cười tôi đi. Em cười tôi đi Ngọc. Tôi chạy luôn Ngọc. Giờ cười tôi đi. Đâu vào nhau. Mông chạm mông và đầu chạm đầu. Wow. Khi có tiếng kèn của MC, lập tức chụp cái củ ở dưới. Là củ này. Củ nào? Củ cà rốt. Cái chân đội nào chụp nhanh lục. Được, được. Anh lục chụp. Mời Vinh là thử nè. Nhưng mà phải. Ôi, lục này hay chụp bậy lắm. Vô đất. Anh hứa đi, không được chụp bậy. Em làm gì mà em ngại ngùng với tôi? Mấy lần rồi. Nhanh lên. Lưng vô, lưng vô. Đứng đàng hoàng. Đàng hoàng đi anh Vinh à. Anh đứng đàng hoàng. Lưng, lưng. Lưng đâu lưng, tôi đứng lộn thôi làm gì dữ vậy? Mông, mông, mông. Đó, thấy chưa? Đây, lưng, lưng. Lưng nhanh lên. Đau gục đầu. Mông bỏ tay, bỏ ra, tay ra. Bỏ tay ra Vinh. Mông với mông Vinh. Cái tay để mình chụp ở dưới. Đau đụng đầu. Rồi đau đụng đầu luôn. Anh không sợ gì hết. Không, ổn sợ mông. Ok. Anh cho anh sợ có sao đâu. Anh không có mất mát cái gì đâu. Mất mát. Rồi. Anh chơi với Lục giùm em nha. Chúng ta có 5 lượt. Đợi được tháng 3 chiến thắng. Cặp đầu tiên sẽ là ai? Ninh Dương là Ngọc và Ưng Hoàng Phúc. Khi chúng ta lập tức cú súng thì người kia bị giăng ra. Đó là cái quy luật. Đúng rồi. Trời ơi, anh cố xuống trước. Người ta cố xuống trước anh. Người ta té vậy luôn. Đâu có, anh thấy ai té là anh mới lụm mà. Đúng, 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 đúng. Yeah, yeah, yeah. Đâu có, anh thấy ai té đó, anh không biết nữa. Ai té đó, tự nhiên cái anh lụm luôn luôn hả? Ủa sao anh té vậy Ngọc? Ai muộn em hết người chậm. Sao Ngọc? Không có sao không? Sao tự nhiên té vậy? Một không, một không. Trời ơi, anh lừng anh thức em chết. Anh thấy ai té, anh đi khờm xuống. Thúy Ngân với lại tiến luật. Dạ. Rồi, tôi tưởng đâu đưa gái đẹp ra. Anh lừng anh thức em chết. Vô, vô, vô. Cặp thứ hai. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Đúng chưa? Trời đất ơi. Tội anh luật. Anh nở lòng nào. Tội nghiệp luôn. Anh thức. Anh thức mà xuống nhà anh còn thấy. Anh xuống nhà anh còn thấy. Tại vì khi cuối là cái mâm anh nhô ra vậy thôi. Không, cuối mà em vô. Là em còn chuẩn bị. Còn chị đâu có được chuẩn bị đâu. Chị đang xả. Lúc mà chơi một cái là đi luôn. Rồi đây. Dạ. Em trách thì trách anh luật nha. Đừng trách anh. Thôi em làm cho em nhanh hơn em giả gì vậy? Em khỏe thoải mái giả. Ủa anh mắc cười quá à. Em nuốt luôn nó rồi. Em cởi em đi. Anh sao á. Anh ơi anh Vinh lớn. Đứng bình thường. Hai người đứng thẳng coi. Bằng nhau đứng thẳng lên bằng nhau. Cái đầu đụng đầu nè. Đầu đụng đầu. Đó chứ làm gì đâu mà phải. Đầu đụng đầu chứ tài đụng. Cái tài. Ông lớn này. Em không đứng thẳng được vậy với anh luôn á. Trời ơi, dừng đi. Anh bỏ tôi ra đi. 2-1. Trời ơi, chơi gì lại mà bên đó. Bây giờ anh luật với anh Vinh. Bên tôi 2 nữ, bên đó 2 nam. Thì đó. Rồi tôi thắng đường nào bạn? Thì nam trượt cho 2 lần. Bây giờ này, lượt tiếp theo đội Ưng Phúc mà thắng là thắng luôn. Đúng rồi. Anh Phúc. Lên đi. Không, không. Okay. Em bên anh Phúc. Anh luật gian xảo lắm nha. Anh đứng xích lên. Anh đứng xích lên. Đó. Ê, đừng có móc. Móc gì? Anh đứng xích lên anh bị lớn rồi nè. Hả? Nè, cái dài anh bị lớn rồi thấy không? Lớn mà lớn. Trời đất ơi là trời. Thiệt luôn. Dũng mạnh lên. Đó. Đó. Tại vì á. Chưa chết ổng lớn tôi giành rồi nè. Hồi nãy anh cũng lớn như vậy á. Lớn như vậy á. Cũng lớn như vậy á. Cũng lớn như vậy á. Nói rồi. Nói rồi. Thôi chấp nhận. Bây giờ ai? Bây giờ cho hai đứa gái chơi nè. Đúng rồi. Phải ngang tài ngang sức. Đó hai đứa gái nè đó. Trời ơi bé Ngọc chơi lại bé Ngân. Chết tụi nó em tôi luôn á. Đợi nào thắng là thắng luôn game này. Ngân đứng thẳng em đừng có thủ thế sẵn. Mình đứng bình thường mình chơi thoải mái thôi. Mình đã thắng rồi mà còn thủ gì nữa. Đúng rồi. Chưa có
Ngân đang nhích nhích em. Ở đây không ai chuẩn bị cho, tại vì đợi coi thôi chứ đâu ai chuẩn bị đâu. Tại vì Ngân đang nhích nhích em vậy mà em còn đang chưa chuẩn bị lực đẩy đâu. Làm lại thử một lần. Làm lại nhưng mà đâu có tính. Không tính nha. Bà ngập với bà không chơi luôn. Lại không tính. Dựa thôi. Ừ rồi dựa. Sai luật. Lực của ta là cúi xuống lụm thôi chứ phải lực. Đó là em chỉ giúp tao để em vẫn cúi xuống lụm mà. Về quận 9 chơi. Làm lại lần nữa không? Thôi cắt khỏi đi. Chị chơi rồi mình đó. Nè cho chị vô trọng chơi mình chị luôn. Một lần nữa thôi danh dự. Rồi cho chị chơi một lần nữa. Nè nha, nè nha. Này nha, một cái mặt này nha. Đứng bình thường thôi đừng có gồng, đừng không, có gì. Không, em phải trụ mình chứ. Càng gồng là mình càng thua. Nghiêm túc. Không, trụ là té. Ta cần cái té mà sẽ khổ ghê. Thua tím về tím. Như vậy là đội của Ân Phúc lại thắng ở game này. Tỷ số hiện tại là 2-0. Lại thắng. Yeah. Lại thắng cái game này. Ủa con voi thắng con kiến có gì mà hãnh diện dữ vậy cô bé? Con này có kiến hả? Kiến gì vậy chị? Nhưng mà nãy giờ không có đấu với em đâu. Thôi đi ra đi nha, tôi đang quạo á. Thôi mà. Sao chơi thắng hoài vậy? Không biết luôn á, buồn muốn chết. Ồ. Không ai đấu lại mình. Đấu với lực không? Chơi luôn. Ai thua thì sao? Ai thua thì thôi. Lại cái nữa không? Lại cái nữa. Em đấu với bé Ngọc gì đó. Không có ngang tài, ngang sức sao mà thắng được. Hồi nãy Vĩnh đẩy một cái bé Ngọc văng phải 6-7 mét. Bây giờ coi như là cái phần này là mình thắng rồi, không nói nữa. Bây giờ mình chơi phần khác. Rồi, phần khác đi. Là chơi sao anh? Ví dụ như Ân Phúc cõng trên lưng là Thúy Ngân bắt đầu hít đất. Tiếng lực. Thôi chị đừng chơi. Tội anh. Tiếng lực cõng là bị già hoặc là Lan Ngọc hít đất. Ai hít nhiều hơn thắng. Đấy, thua. Cõng đi, Ngân mượn hơn chị mà. Em đi hả? Chị nặng hơn em mà. Chị bao nhiêu ký mà nặng gấp đôi Ngọc á. Xin mời xuống nào. Xuống. Em nặng lắm luôn anh Phúc ơi. Rồi, ngồi xếp bằng nè. Ngồi xếp bằng. Trời ơi. Trời ơi, khoan. Trong vòng 3 giây nha. Tôi chột bụng quá. Trong vòng 3 giây phải xếp xong để cho người ta chịu nói là 1, 2, 3, xong. Hít. 1 2 3 4 4 3 Rồi, thua rồi. Bên đây thua rồi. Thôi, được rồi. Tôi trụ thôi mà. Tiếng luật Ân và Phúc gần 10 cái. Tiếng luật chưa được cái nào. Ủa này là ca cổng không đi chơi cái gì vậy? Mấy cái vậy? Gần 10 cái. 1 Trời ơi. Thiệt. Chú không nên được luôn á. Mà nên nhớ Ân Phúc là Thúy Ngân nha. Thúy Ngân rất là nặng nha. Nhưng mà thử anh Vinh đi. Anh Vinh khỏe được nhiều. Anh Vinh khỏe mà. Anh Vinh có tập phải gym. Phải đâu anh Vinh chứ. Không, anh Vinh không khỏe mà anh Phúc đâu. Không bàn đâu. Không, Vinh khỏe lắm à. Vinh tập gym lắm. Đúng em mà. Phúc đâu. Không bàn Phúc đâu. Phúc tập gym hồi xưa giờ mà. Vô Vinh, em ngại gì Vinh. Thì dạ, lên. Hả? Đẩy anh. Hả? Đẩy anh. Dạ em. Dạ nhẹ mà, nhẹ Ngân mà. Nhưng mà đừng có nhoi nha. Anh mắc cười quá, em đâu có vậy. Vô. Mời cái quang. Đó nha anh. Mời đồng quang dạ. Trời. Rồi thẳng chân lên Vinh. Đó, bắt đầu lên. 2, 3, chút. Tôi bị té nè. 1. Tôi bị té nè. 1. Bà dạ, bà dạ. Nhoi. Bởi vậy, nhoi. Em không nhoi. Bị trèo tay luôn á. Okay, em không có thằng bạn là em bị ghẹo tay. Rồi. 2, 1. 1. 2 Ui khỏe vậy trời. 3 Yeah. Wow. Trời ơi, thôi được rồi, em chết rồi. Thấy chưa? Anh thấy người ta chưa? Thấy chưa? Cái sao? Gì mà một cái còn chưa được nữa. Nè, tôi thách thức Ương Hoàng Phúc cộng Thúy Ngân lên vai squat với tôi. Anh cộng ai? Tôi cộng Lan Ngọc. Squat thôi. Squat là cơ đùi á nha. À, ý ông nói là ông squat. Trời ơi, sao nổi, không nổi đâu. Chết anh Phúc á. Anh Phúc bị còn sống á. Trời ơi, dạ. Ở là đâu? Thôi, anh bị thất vậy á. Xuống anh luật. Xuống anh luật. Không xuống, đứng đây nè, không xuống gì đâu hết. Cậu này. Rồi, lên đi, hãy lên đi. Xuống nữa. Hãy lên đi. Trời ơi, sao anh sống vậy? Bây giờ tôi cậu Ngọc chơi tới cuối giờ. Cậu Ngọc chơi tới cuối giờ. Không xuống nữa. Em cười tôi đi. Em cười tôi đi Ngọc.
Cũng chạy luôn nè, chạy luôn đi. Em cười tôi đi. Tôi khỏe không Ngọc? Khỏe quá. Khỏe đi Ngọc, nói đi. Rồi, swat nè, swat. Em thấy tôi khỏe không? Khỏe. Rồi bắt đầu swat nè, một nè. Rồi bắt đầu swat nè, một. Rồi bắt đầu swat nè, một nè. Hai. Hai. Thôi anh tim rồi. Yeah. Trời ơi. Sao? Ghê ta. Bảy. Trời ơi. Yeah. Yeah. Vỗ tay đi Tiến Lực, vỗ tay đồng nghiệp. Tức là ngày hôm nay cái trò chơi nó không hợp lý. Đúng. Chứ phải làm có sức. Đúng. Đừng có coi thường anh Lực của em. Đừng xô té. Đừng xô té. Đau chuột, đau chuột. Dù gì thì Tiến Lực này quá hay, còn Ân Phúc là quá dữ dội. Và đội này cũng quá là sức mạnh. 2-0 dành cho các bạn. Vỗ tay đồng nghiệp.